Nhà đất Nam Đài xin kính chào quý vị. Hôm nay nhà đất đăng tải lên một lô đất vườn, dãy cà phê và tiêu, cây ăn trái ở tại xã Ea Lốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé quý anh chị. Và đây, trước hết để nhà đất giới thiệu về đường đi nối lại của chúng ta. Theo cái mặt đường này giải theo cái vườn của chúng ta khoảng cỡ tầm 300m và xe của nhà đất thì đi vào tới đây đây ạ. Về đường đi nối lại thì khá chi là thuận tiện. Từ vị trí này chúng ta ra tới trung tâm ủy ban nhân dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, chợ bán kính trong vòng 5 cây số đổ lại nhé quý anh chị. Và ra tới đường quốc lộ 14A của chúng ta bán kính trong vòng 8 cây số là ra tới chợ luôn, chợ có một cái chợ ở ngay quốc lộ 14A chỉ vòng bán kính trong vòng 8 cây số thôi nhé quý anh chị. Và hôm nay nhà đất đăng tải lên là một mảnh vườn cà phê. Toàn bộ đông đặc cà phê tơ giống TR4 hết đây quý anh chị thấy ạ. Trong diện tích 3 hecta này thì có 2.700 cây cà phê nha quý anh chị. 2.700 cây cà phê và có 3 căn nhà cấp 4, 300 trụ tiêu và một số cây ăn trái giống như bít, mít, bơ thì khoảng được 100 cây. Đó, và điều đặc biệt là gia chủ cũng đã làm được 5 xào môn nhé quý anh chị. 5 xào môn, hồi nãy nhà đất bay cam bay thì quý vị cũng đã theo dõi đấy ạ. 5 xào môn đó thì chuẩn bị được thu hoạch. Thì bây giờ gia chủ bán là chúng ta giao, bàn giao chúng ta thu hoạch hết cả tiêu và môn luôn nhé quý anh chị. Đó, toàn bộ là cà, cà thì bao đẹp cho quý anh chị luôn. Còn tiêu như thế này thì trên dưới 300 trụ tiêu như thế này nhé quý anh chị. Sầu riêng 100 cây, toàn bộ vào năm thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Đó, một lô đất khá chi là đẹp với chất đất đỏ màu ba gian bằng. Và đuôi vườn của chúng ta là có một cái mương thủy lợi, nói về nguồn nước thì bao nước cho quý anh chị luôn. Đó, điều đặc biệt vườn của chúng ta nó lại có cái nguồn nước như vậy. Với cái giá bán bao sang tên bìa đỏ cho quý anh chị tổng 3, diện tích là 3 hecta này. Đó, với cái giá là 1.700.000.000 nha quý anh chị. 1.700.000.000 bao sang tên bìa đỏ cho quý anh chị. Có gia lộc nhá quý anh chị nhá. Đó, một lô đất rất chi là đẹp, về nguồn thu trên đất thì bao la luôn rồi nhá quý anh chị. Cái mương thủy lợi mình đi vòng đây hả? Rồi rồi. Đường thì gia chủ đã phân lô đi vùng quanh vườn của chúng ta. Điều đặc biệt đất của chúng ta ở dưới đuôi rẫy của chúng ta là có mương thủy lợi nhá. Nguồn nước là bao chảy quanh năm. Sao? Ừ. Và đây, nhà đất tiến chân vào cái căn vườn của chúng ta. Nhà đất quay cụ thể cho quý vị tham khảo đây ạ. Với nền chất đất đỏ màu ba gian, đất chúng ta bằng nha quý anh chị, với có độ dốc không đáng kể. Đó, đó, từ vị trí này chúng ta về tới trung tâm ủy ban nhân dân huyện Chư Sê bán kính trong vòng 14 cây số nha quý anh chị. 14 cây. Trường chợ cấp 1, cấp 2, ủy ban nhân dân xã bán kính trong vòng 5 cây đổ lại. Ra tới đường quốc lộ 14A, 8 cây số. Tổng diện tích trên bìa đỏ là 3 hecta nhé quý anh chị. Đó, đường đây này, đường nhà chủ phân lô này, đi vùng quanh vườn. Toàn bộ giống mới TR4 hết nhé quý anh chị. Có một số cà khoảng cỡ tầm trồng từ năm 2007. Giống cũng toàn bộ giống cà trái to hết ạ. Đó. Đất thì nó rộng, đâm ra nhà đất chỉ đi quay sơ sơ thế này để cho quý anh chị tham khảo. Quý anh chị là quan tâm tới lô đất đây, nhà đất sẽ dẫn trực tiếp quý anh chị về đây. Chúng ta đi xem cụ thể để chúng ta mua bán nha quý anh chị. Rồi nhà đất đã bay live cam hết rồi. Thì quý chị quan sát cái địa thế đất của chúng ta và lô đất của chúng ta, vị trí đất của chúng ta. Đó, ngay ở bên dưới đuôi vườn của chúng ta, cách khoảng có một lô nữa là tới cái khu view ruộng lúa đó ạ. Toàn bộ là view ruộng lúa ở dưới đuôi vườn, rất chi là đẹp. Đó, và bên kia như quý anh chị thấy đó ạ, đó bên đó là huyện Chư Sê của chúng ta đó ạ. Đó, dưới này toàn bộ cà tơ đây nhá.
cả đẹp luôn. Có điện nước đầy đủ như quý anh chị. Điện 3 pha, mương thủy lợi. Cái mương từ đây xuống đó xa không em nhỉ? Từ đây xuống đó nữa hả? Rồi để nhà đất đi xuống quay trực tiếp cho cái mương thủy lợi cho quý anh chị thấy đấy ạ. Mới chất đất đỏ màu ba gian, tuyệt đối không có đá sỏi gì nhá. Đất tươi xốp. Đó, đây này, cà phê toàn bộ giống cà phê tơ thế này nhá. Cây ăn trái thập cẩm có đủ các loại cây ăn trái. 300 trụ tiêu vẫn còn đang đẹp, được thu kinh doanh hết rồi nhá. Mương ở mãi dưới kia luôn à? Dưới ruộng. Út dưới đó luôn à? Làm sao mà đi được đây? Cách một lô nữa mới tới cái ruộng. Hình như có cả căn nhà này với sao nhỉ? Có nhà nào đẹp nhất ta? Cái nhà kia. Có 3 căn nhà cấp 4 nha quý anh chị. 3 gia đình cư trú tại ở cái tổng diện tích 3 hecta này. Đó. Trong anh em gia đình thì bây giờ mình quý vị nào mà có điều kiện thì mua hết cái diện tích 3 hecta này cũng được, mà chúng ta mua 1 hec hoặc 2 hec cũng được nhé quý anh chị nhé. Tùy khả năng kinh tế của quý vị. Đây, đây là con đường, giữa trên con đường trải dài theo cái trên đường để đi xuống cái nhà của chúng ta đây ạ. Đây là gia chủ phân nô để đi xuống đây. Đó. Đó, toàn bộ đã có điện, giếng đầy đủ nha quý anh chị. Đây có một cái sân bê tông rộng khoảng 150m. Đó, có giếng đây ạ. Nhà cấp 4 bình thường, gia chủ đang ở đây nhé quý anh chị nhé. Với cái giá bán này thì ở cái thời điểm này và ở khu vực đây thì giá này rất chi là hợp lý cho quý anh chị đầu tư sinh lời hoặc về đây cư trú làm ăn kinh tế ở đây, rất chi là hợp lý nhé quý anh chị. Đây là đất của huyện Chư Sê nhé quý anh chị. Huyện Chư Sê, đâm ra là với cái giá này là rất chi là hợp lý. Đấy, tiêu này, trên dưới 300 trụ tiêu vẫn còn được thu mạnh, cà phê đẹp. Toàn bộ giống cà phê TR4 nha quý anh chị nhé. Đấy, bơ thì trên dưới khoảng 100 cây, bơ 034. Đất rất chi là đẹp. Một trăm cây sầu riêng nhé quý anh chị, cả lớn cả nhỏ, toàn bộ vào năm thứ 3, thứ 4, trên dưới 100 cây. Đây ạ, có cây đã vào thu, và như cây này thì vào năm thứ 3 đây ạ. Đấy, cà phê đấy, toàn bộ cà phê tơ, chỉ có một số giống cây cà phê là trồng từ 2007, 2008, khoảng 1.000 cây. Còn đâu toàn bộ cà phê tơ hết, bắt đầu vào thu kinh doanh chính. Rồi, đất đẹp quá, đất bằng đẹp. Để nhà đất nhắc lại, với tổng diện tích 3 hecta này, với cái giá gia chủ đưa ra 1.700.000.000, bao sang tên bìa đỏ cho quý anh chị, có thương lượng nhẹ nhá. Quý anh chị nào quan tâm tới thì liên hệ ngay với nhà đất số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất tư vấn và chụp bìa đỏ pháp lý cho quý anh chị tham khảo để chúng ta mua lô đất này nhé quý anh chị, rất chi là hợp lý giá. Ở vô khu vực đây thì nhà đất cũng đã đăng tải và bán cho vài miếng của bà con ở khu vực đây rồi, thì giá trên dưới 700 triệu một hec. Thì với cái giá này thì 3 hecta thì nó chỉ hơn 500 triệu một hec thôi nhé quý anh chị, trung bình chỉ hơn 500 triệu. Đấy, đây. Nhà đất đi hết tất cả từng hecta đã có phân nô từ trên kia chạy xuống ạ. Đấy, đây gia chủ đây là trồng chuối ạ. Và đây môn. Mấy sào môn đây, diện tích này khoảng cỡ tầm 4 tới 5 sào môn đây ạ. Chuẩn bị tới Tết là được thu thôi nhá. Môn đẹp luôn quý anh chị này. Đây gọi là môn sáp nha quý anh chị, môn sáp. Với cái diện tích và cái giá trị môn
Ở thời điểm này thì bây giờ với diện tích này chúng ta cũng có thể thu về khoảng hơn 100 triệu rồi nhá quý anh chị. Đó, 4 sào môn này. Trên dưới 4 tới 5 sào, 5 sào môn. Đó, trong này có 3 căn nhà cấp 4 đều đã có điện, có giếng đầy đủ nhá quý anh chị. Rồi rồi, đi đi xuống cái mương thủy lợi quay cụ thể luôn. Video kéo dài 10 phút được cũng được. Không sao đâu, quay video này càng ít. À, con chào chú ạ. Vâng. Dạ. Chào chú ạ. Đấy, đây là một căn nhà cấp 4 thứ 3 đây ạ. Đó, sân phơi các thứ đầy đủ nhá, giếng này, giếng ăn đầy đủ. Đấy, trên dưới khoảng 100 cây sầu riêng, toàn bộ sầu riêng Thái đây quý anh chị thấy đây ạ. Như cây này thì vào khoảng năm thứ 5 tuổi đây ạ. Đã vào thu hết rồi. Mít trên dưới cũng 100 cây mít Thái ra xanh. Bơ cũng trên dưới 100 cây. Ồ, đủ các loại cây trồng trên đất luôn. Cà phê 2.700 cây nha quý anh chị. Đó, đất của chúng ta rất chi là bằng và đẹp. Độ dốc không đáng kể. Với chất đất đỏ màu ba gian đây nhá quý anh chị nhá. Hợp tất cả các loại cây trồng trên đất. Với cái đất đỏ ba gian đây thì nó hợp tất cả các cái cây công nghiệp. Quý anh chị nào về đây có thể là chúng ta trồng cây ăn trái. Với diện tích này chúng ta có thể làm khu nghỉ dưỡng cũng đẹp. Ở view ở đuôi vườn của chúng ta là khu ruộng nước nhé quý anh chị nhé. Đây nhà đất đang tiến chân xuống tới cái mương thủy lợi. Ở ngay tới cái đuôi vườn của chúng ta. Cho nên nói về nguồn nước thì quý anh chị yên tâm. Đó, cà phê này quý anh chị này. Đấy, đường điện ba pha đây này, ngay dưới ở khu vườn ta chạy thẳng ở đây. Đó. Cho nên là nói về nguồn nước điện chúng ta chỉ cần bật cầu dao. Đó. Hệ thống ống thì gia chủ đã chôn hết từ dưới lên trên. Và đây bây giờ nhà đất đang tiến chân xuống cái mương thủy lợi ngay đuôi vườn của chúng ta ạ. Cho nên nói về nguồn nước thì quý anh chị yên tâm. Đấy. Đây ạ, à, đây là đấy, đường điện ba pha đây nhá quý anh chị. Gia chủ kéo xuống tới đuôi vườn của chúng ta. Và đây hệ thống máy tưới đây ạ. Đó, tất cả là bàn giao lại hết ạ. Và đây, ngay đuôi vườn của chúng ta. Đây là cái mương thủy lợi chảy nước quanh năm nhá quý anh chị nhá. Đó. Lớn ở dưới. Lớn dưới kìa. Đó. Hệ thống máy điện ba pha chúng ta chỉ cần dập cầu dao thôi là chúng ta tưới. Và ngay dưới cái mương thủy lợi này này là một cái suối to nhá quý anh chị. Đó. Một cái suối to ở ngay đuôi của chúng ta. Nhưng mà theo lời của gia chủ thì chia sẻ thì cái mương này chảy quanh năm, tưới không hết nước, không cần phải dùng tới suối dưới kia nhá quý anh chị nhá. Đấy. Đó, cái mương nước ở ngay dưới đó, cái suối lớn chảy đó. Quý vị nghe tiếng nước chảy đó ạ. Nói về nguồn nước thì bao nước cho quý anh chị luôn. Và ngay đuôi vườn của chúng ta đây lại là khu ruộng lúa này nhá. Một cái view rất chi là đẹp. Rồi, quý anh chị nào quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất nhá. Bây giờ xin mời quý anh vị theo dõi live cam của nhà đất bay để quý vị tìm hiểu thêm về vị trí lô đất của chúng ta và đường đi nối lại ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are
listen.